chú chị và các bạn quay trở lại kênh Em Vật Sài Gòn du lịch nhé. Này tiếp tục ghé đây quay heo quay giới thiệu cho chú bạn cùng đón xem. Giờ đến đây khách rất đông để mua heo quay. Quay đây 320 ngàn ký cả nhà. Bánh thì heo quay 15 ca. Cái này là 330. Sườn non thì 300 ngàn ký, xá xíu 300. Móng giò 120 ngàn một ký. Chỗ thấy heo quay thơm. Đây là mới mang ra còn nóng hổi. Đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phu Thứ, phường 4, quận 6 nha cả nhà. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Chị Tâm mới trúng số mà thấy im re à? Đúng, mình thấy im chứ. Mình ra mình đâu có làm được. Ở đây có mình chị Tâm mà được trúng số rồi đó. Tỏ chị rất may mắn ạ, may mắn hơn nhiều người ạ. Cắt ra cho nhìn nó đẹp hấp dẫn ạ. Khách đến nhìn phát là thích vào liền. Đây cũng là một nghệ thuật để bán hàng đó, gọi là chuyên nghiệp. Đúng rồi, thấy nó khó. Thấy giờ chị Tâm cho quá trời mấy cái móng giò lên. Nó cả lưới.
5k đó cả nhà. Quê thì nó có nỗi buồn ở quê riêng chứ. Không phải như ở Sài Gòn, bây giờ Sài Gòn thích cái gì được cái đó. Muốn ăn gì giờ nào cũng được. Không như ở Sài Gòn á, nhiều khi nó vẫn có kiểu cuộc sống nó kiểu nó làm con người phấn khởi hơn. Ra đường nó nhìn thấy người này người kia. Ở quê thì con người mình nó không thể phấn đấu nhiều hơn bằng ở Sài Gòn. Đúng rồi, giàu từ thời xưa người ta đã đất đai nhiều, người ta trồng cây ăn trái các thứ nhiều. Đúng rồi. Bây giờ có nhiều người trồng sầu riêng họ cũng giàu lắm. Thấy người ta bảo gái Tây Ninh vừa xinh vừa giỏi phải không? Sao lại mím môi vậy? Cảm ơn.
Khách ăn bánh mì theo yêu cầu 25 ngàn. Ăn ớt không? Ăn ớt không? Không có chuyện.
mua 25.000 ổ bánh mì, dụ mình bỏ thêm 5.000 mình mua 2 ổ lời hơn nữa hả? Được nhiều hơn đúng không? Xong rồi đấy, nhanh thế. Làm bao nhiêu bánh mì rồi bán cũng hết rồi, còn nhiêu đó đó thì khi nào phải làm sẵn để có bánh mì bán cho khách. Khách đến đây đợi lâu quá, người ta tự ái người ta bỏ về. Có ai đến đây mua bánh mì đợi lâu quá tự ái bỏ về không Ly? Không, có gì khi ta đi làm á. Ta chờ lâu quá. Có bánh mì, bán thịt đi, không có bánh mì.
nhiều khi cô chú anh chị và các bạn ai có bận quá thì ghé đây mua, nếu mà lâu thì chờ xíu đừng có giận quá bỏ đi nhé. À, có nhiều chỗ bán đồ ăn người ta giận á, người ta bỏ về nó khó. Chia hai hộp á. Thấy giờ anh này chắc em quay là đẳng cấp một mình. Ôi đi đâu mới về đó? Tâm ngồi ghế nóng chứ được 5 phút. Trẻ cái đó ra nhiều người mua khỏi là lượng ha. Bán là rất đông khách. Bấm 15
3 cái móng. 120 ngàn một ký cả nhà. Nhậu đúng bà luôn đấy chú. Này lâu lâu buổi sáng mới có, toàn bán buổi chiều. Nhậu này phải hết lít rượu. Bữa nay chủ nhật nha. Vâng. Lại say nữa rồi. Để đem mang lại cho xíu. Không, bữa mùa quá trời móng giò về. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Cô chú các bạn nào đi mua heo quay thì mình ghé đây ủng hộ nhé.